Phần thứ nhất, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nhân hóa. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ mở rộng phần nhân hóa này qua một số các bài tập. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài thứ nhất. Yêu cầu của bài thứ nhất là: đoạn thơ dưới đây tả những sự vật và con vật nào? Đây chỉ là cách nhận diện. Cách gọi và tả chúng có gì hay? Đây là cách mà con phải cảm nhận. Nào, chúng ta sẽ cùng từng bước để tìm, nhận diện và cảm nhận qua bài thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Các con nghe cô đọc bài nhé. Những chị lúa phất phơ bím tóc, những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. Đàn cò trắng khiêng nắng qua sông, chị gió chăn mây trên đồng, bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi. Một đoạn thơ mà tác giả đã viết theo thể thơ tự do. Tuy nhiên, tác giả đã tái hiện những sự vật cùng với những hoạt động rất sống động bởi tác giả đã sử dụng nhân hóa. Nào, chúng mình sẽ cùng nhận diện nhân hóa qua từng phần một. Thứ nhất, ta sẽ tìm về sự vật đã được nhân hóa. Sau đó, chúng ta sẽ tìm các cách nhân hóa. Ở câu thứ nhất, sự vật được nhân hóa đó là lúa. Tác giả nhân hóa lúa như thế nào? Tác giả nhân hóa bằng cách gọi lúa là chị và sử dụng hình ảnh hoạt động giống như con người, đó là phất phơ bím tóc.